bãi lửa luôn. Ý, 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 ý. Chạy đi bự, chạy với anh hả? Lọc ơn ơn. Hay, chào cả nhà nha. Vừa... Rồi, chào tất cả mọi người, để anh chào cái gì nói. Nói đi. Phần 2, nãy giờ Hận với anh Hiếu nướng cua ăn buổi trưa thì giờ tiếp tục. Đợt trước Hận có xuống đây là anh Hiếu dẫn Hận đi cắm cá hồi lòi. Mà hôm nay kỳ trước có được 3 con. Tình hình thì, mình dẫn thằng Thận đi câu bị con còng ba khía nó phá quá. Mình mới chế ra một cái loại bẫy để bắt nó. Đây là loại bẫy. Đây là tạm thời mình kêu bằng cái chấm đi nha. Đó, cái chấm. Cái này mình làm 28 cái. Đây, thì hôm nay anh em mình sẽ test thử cái này. Cái này thì mình không cần mồi gì hết. Mình kiếm cái hang, mình ém nó xuống. Đó, ém nó xuống, mình chừa khoảng một khúc vậy nè. Đó, khoảng tầm 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi là con cá nó sẽ ngọt, nó sẽ lên. Hoặc là nó kiếm đồ ăn á, nó đi ăn. Đó, thì cái này hôm nay mình sẽ test thử cái này coi. Nói chung là cái này hồi đó giờ mình chỉ câu thôi. Mình cũng chưa có đặt cái kiểu này. Mà thấy người ta đặt thì nó cũng hiệu quả, nhưng mà điều nó hơi lâu. Đó, thì anh em mình nãy giờ câu cua cũng ăn uống no sai rồi, bây giờ có sức sẽ lên đường chiến đấu đặt cá thò lòi. Mới vừa bơm canxi xong đổ mồ hôi luôn. Thôi giờ hả, mời cả nhà theo chân hai anh em Hận coi bữa nay hai anh em Hận có phục vụ được những con cá thò lòi khổng lồ không nha. Rồi giờ hai anh em Hận đi kiếm hàng giết nó thôi cả nhà. Cái này cái miệng cống cái miếng hang gì trời. Hồ cười. Cái hang gì bự dữ vậy? Khủng lồ dữ vậy anh. Trời cái hang này. Trời con cá mới ở trong đây nè, nó ra ngoài nó biết trời cái hang không. Không thấy dấu chân. Ý có dấu chân nằm bên kia kìa. Ủa sao đây cái hang từ từ nó chống làm sao cái hang này sình không ta? Ủa, em lại, em lại đi. Nhiều khi nó nằm ở trong đây nó chưa có móc, nó nước nó mới rút á. Ừ. Mà mình bỏ một hồi sót là uổng lắm. Đúng rồi. Hà giết làm còn hơn bỏ sót. What the hell? Đúng rồi. Đây, dấu chân rồi cả nhà. Đây, mình sẽ chừa lên một khúc vậy nè. Một hồi chút xíu cái đầu nó sẽ đi lên đây nè. Rồi, một tiếp tới đây. Một hang, tới luôn. Giúp nó thôi cả nhà. Ây da. Hưng đi, hơi bị đuối đuối nha. Đây đỡ hơn cái ở bên kia. Ủa cô, bên kia một hang khủng lồ nữa kìa cả nhà. Giờ không biết đặt hàng nào. Phê rồi. Bây giờ chắc phải dây nó hết quá. Bao dây hết luôn vậy anh ơi. 1 2 3. Ê, đây một hang. Ở đây một hang. Đằng kia. Trời ơi, 5 hang. 5 hang mà trong có một vòng này hả? 5 hang là bảo đảm nó khoảng chừng có 2 con 3 con mà giờ bỏ thí 5 cái luôn. Hên xui đi anh. Đi, ra đây chứ. Bây giờ mình bỏ hang này á. Lỡ nó lên hang này cái là chút nữa anh em mình cắn lử luôn á. Dây luôn luôn đi. Bao dây nó luôn. Bao dây đi. Tại nước mới rút à, mới rút là không có thấy cái dấu chân của nó. Ừ. Rồi. Ủa. Ủa cái hang nó sao ăn kỹ ta? Có không? Không lẽ cái hang này nó ở qua hang bên đây cái. Qua hang bên nhỏ bên kia. Cái hang này nó nhỏ quá hả? Anh nghi giác nó làm cái gì? Kêu bằng đánh lạc hướng. Đánh lạc hướng anh. Đây đây hang mới nè. Dương đông kích tay. Y nó cạp đắt cục cục kìa anh. Nè, cái này là mới đúng là mới to luôn nè. Này đi, tính sao? Dứt đi anh ơi. Ây da. Ù, mới cạp lên trong chắc chừng nửa tiếng đồng hồ. Ừ. Thì nước nó mới dút khoảng chừng nửa tiếng. Ừ. Nước em thấy cái hang này nước ít quá, không biết nó có lên không mày. Lên. Tại vì cái này nhận cái sâu cái nào nước ấy mình nhận sâu. Ờ. Nó ngọt nó cũng lên. Cái thứ hai nữa nó không lên, nó kiếm mồi. Bên đây hang. Bên đây hang nữa cả nhà. Cái hang này thì thấy cái dấu cũ, cái dấu mà ủa. Có một cái dấu mới. Thôi làm luôn đi. Thôi, làm nó luôn nha anh ơi. Mà cầm bỏ lên xui. Ủa đâu rồi? Đây. Ở đây là bảo đảm với em là cá bự không. Rồi thôi, để Hận tắt máy, Hận phụ anh Hiếu hai anh em đặt cho lẹ nha cả nhà. Rồi hả, chút xíu nữa đi hâm thì hai anh em đi hâm có thành quả Hận sẽ quay chia sẻ tới cả nhà cùng xem cùng vui với hai anh em nha. Ok. Chứ giờ nó lúng quá rồi. Rồi, tới giờ đi hâm cá hồi lòi rồi. Cá nhà ơi. Ây da. Đi bên đó đó, bên đó đó. Bên nào? Ây da, 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 da. Ây, nó lúng. Cái con này
tiêu. Ui có. Có không? Ui, một em, dính một em rồi cả nhà. Nó nằm muốn dưới đây tưởng không dính nha. Một con. Một con mở hàng đầu tiên. Cái này là mấy con này nó dạng chứ mấy con nhát á là nó chưa lên đâu. Đây anh dục ra què em đi. Coi chừng nó chảy luôn nha. Ý. Một em chập bá luôn cả nhà. Đây. Đúng cá hồi lồi, con mắt lộn cục. Vô gọng, vô túi thôi, một em nha cả nhà. Dạ. Hận đang bị lúng đứng im một chỗ rồi. Anh Hiếu anh đi quanh kia. Thôi vậy em đi trên bờ khúc này nhanh. Em lúng quá rồi. Xuống tiếp thôi anh em ơi. Dạ. Anh Hiếu anh đi hâm bên kia. Hận hâm ở đây thử rồi. Dạ. Mấy chỗ này nó lúng. Hello mô tô rồi. Cái này hái vậy là hái xong rồi cả nhà. Hay ngon vậy mà nó không lên ta. Kiểu mà mới có 1 tiếng hồ tại vì cái này nó phải tầm tới 1 tiếng tới rưỡi là hồi nãy mình dính được con á. Ờ. Mấy con nhát nhát là có 1 tiếng rưỡi nó mới lên. Vô. Bây giờ tối rồi. Thôi giờ đi tốc hành thôi anh em ơi. Ây da. Có hàng. Có hàng ha anh. Có hàng. Ghê vậy. Đây. Chạy hả? Ủa cưng. Ủa em nào hôm nay khủng lồ cả nhà. Nè cầm tay nè. Mấy con này là kiểu mà bằng cầm tay anh Hiếu luôn rồi. Nó vàng vàng nó lên nè. Thôi bỏ vô đi. Thăm tiếp cho tụ tối. Ủa con này giống nó quay đầu xuống. Ơi nó quay đầu xuống gần ga luôn anh. Thôi xe nó rồi. Rồi. Thôi. Cho nó vô đi. Cho nó vô. Nãy giờ không đi tiếp thôi. Ừ. Lâm hàng hả anh? Thấy cái đầu luôn rồi. Ghê. Thấy đầu luôn rồi. Ui. Đây. Một con nữa nha. U đặt cái này toàn là hàng khủng không mà anh Hiếu. Mấy cái hàng hồi nãy khủng ghê luôn á, nó kiểu mà hơi sớm không chịu lên. Ồ. À, em đi lên trên đi. Ở đây nó hơi lúng. Lên đi cái đầu này. Ok anh. Đâu? Vô. Lượm không? Ơi, cuộn chà bá lũa luôn. Ủa cưng. Nè, thấy cái đầu nó. Ủa cưng. Đầu hết cưng lên cả nhà. Đó. Ôi giời. Ôi giời. Ủa cưng chà bá kìa. Ủa. Hàng khủng. À chưa, con nào nó cho bá lửa không. Rồi, tiếp tục tranh thủ tối rồi. Ừ, bốn em rồi. Lùm kèo hả anh? Ủa phải không? Rồi đúng rồi. Đây, khổ cu. Con này khủng lồ luôn. Chạy đâu cho khỏi. Hàng khủng. Đã chưa? Rồi. Quá đã. Vô đi tiếp. Tiếp luôn anh ơi. Chạy em. Ồ. Có không? Chưa, em đang coi bên anh. Ồ, nè. Ồ, cho bá lửa luôn. Em coi cái hàng bên đó coi. Đây. Em qua đây. Ủa, cái túi nó đâu mất tiêu ta? Mò, đứng lên cái cổ phải không ta? Ủa, cái hàng nên có đặt không? Ủa, đâu có gì đâu. Hả? Không có gì anh ơi. Trời ơi, làm em mắc hứng à. Tiếp hơn em ơi. Ôi, có. À, đây, thấy không? Lụm hàng. Thấy rồi. Đây. Chà bá lửa luôn. Ý. Chạy hả bự? Mày chạy với anh hả? Đây, chà bá lửa luôn. Ủa sao kìa em lớn mà em cầm cá cũng xíu anh. Quá trời, cái tay bự mà. Vô. Tiếp thôi anh em ơi. Đi trước luôn đi. Trước đây anh chạy cho em. Ây da, phê quá anh em ơi. Ôi, có. Có hả? Chà bá luôn. Ui. Đây. Sướng. Ôi, đúng là đặt cái này cho bự cho bá không à? Ôi, đặt cái này toàn hàng lớn không anh? À. Ừ. Rồi, vô. Vô vỏ. Cái này mình giọng được á, nó không bị mất lưỡi. Rồi, ta lên trước. Đây, lên sát vỏ đây. Tiếp thôi, cả nhà ơi. Anh Hiếu hả, đi vô thăm nói có lượm hàng cả nhà ơi. Ây da. Nhét ghê. Em cầm ra ngoài đi anh coi còn sót cái nào ở đây không. Ok anh. Một em nữa cái nhờ. Em này nữa là em thứ 6 thứ 7 gì hận cũng không nhớ nữa.
mà nãy giờ nó trời tối nên hả anh em đi nó tối tối ở trong cái đám lá này nè đây, nên không nhớ được cái đường đặt chỗ nào không biết có sót nữa. Đây cái nhà qua đuối à, đây trong trong đám lá tối hù luôn cả nhà. Giờ này cũng hả năm mấy sáu giờ tối rồi, anh Hiếu thì anh đi vô trỏng coi hả còn sót cái nào không à, tại vì giờ này chui vô trong đó tối thì không có nhìn thấy đường cả nhà nên hả bị sót thôi. Giờ hả đợi anh ra coi còn dính em nào hay là thấy nữa mà anh nói đặt hồi nãy hựng như anh đặt còn khúc trên đây còn hả hai ba cái nữa là hết rồi. Quá mệt rồi thôi, giờ hả hựng đợi anh ra cái mình đi tiếp luôn nha. Lụm có hàng rồi. Có hàng rồi. Ồ vậy là anh đón đúng hàng rồi đó. Có hàng rồi anh em ơi. Đây. Ba hàng mà hồi nãy anh lấy cái hàng đó cái hàng bên kia rồi xong phim rồi. Đây, một em nữa. Rồi tới luôn, tới luôn. 90 em gì rồi? Ủa, hình như cái hàng nó dính luôn kìa, nó đục ngầu kìa. Ồ, sao đục dữ vậy? Ê, cái này em mới vừa quậy luôn nè anh. Vừa quậy là dính rồi. Nó ló con mắt kìa. Đúng rồi, đó rồi. Hốt. Mày. Ý. Em thấy chơi cái này nó vui hơn câu nè anh ơi. Chắc cú quá. Ý vậy. Phá mồi quá. Câu hả nó phá mồi. Rồi còn quá. Cái cuối cùng thì dòng dính luôn nha. Cái cuối cùng nữa. Rồi tới luôn. Quá đã rồi. Đó đây hồi nãy là còn ngang quá trời nhưng mà hết cái đó. Hết cái ấy da. Cái chấm lưới à. Ấy da. Đi hai anh em không có mang giày. Đạp cái mấy cái dầm của cây dừa nước nè, quá chừng luôn, ở dưới chân rồi cả nhà ơi. Lấy gai ra. Rồi cái cuối cùng luôn anh em ơi. Ý cỏ thấy luôn. Ủa đâu mất tiêu rồi, đừng nói xảy nha. Đừng nói chạy xuống nha. Ê nó chạy xuống thiệt, nó cắm đầu xuống anh ơi. Nó cắm đầu xuống. Đâu phải cắm đầu xuống, nó lên này mà. Nó lên rồi nhưng mà cắm đầu xuống á. Rồi, hên quá cái cuối ba cái. Cái cuối ba cái ba em quá đã cả nhờ. Vô anh à. Vô. Anh em mình rửa sạch sẽ cho tổng kết cho mùi xem bữa nay đi con. Đây, giờ hả để Hưng đi ra tắm cái đám lá này rồi hả hai anh em tổng kết cho cả nhà xem nha. Rồi. Giờ thì hả hai anh em ra hỏi đám gừng U Minh rồi. Trời ơi mũi nó cắn thì lớp nào. Tối. Phơi. Giờ bắt đầu bị cái giò. Nay hai anh em đi chân không à. Chỗ này về kêu con vợ lễ cho tới sáng. Đây, một con. Em. Bữa nay mười mấy con á, không biết mười mấy. Hai em. Ba em. Không có. Bà này đếm là có bị sót không nha. Hồi nãy giống bị sót một hai cái sao. Đúng đâu? Rồi anh ơi. Ừ. 11. 11, 12 em. Vô, bữa nay vô rồi. Ôi. 9, 10, 11 chứ lộn. 12. Chơi An Giang. An Giang không được bỏ nha anh. 12. Rồi, mà bơi thằng ơi. Mà bơi 13. Bơi là 13, 13 em. Ồ, tính ra cái này là ngon hơn cái mình câu bữa hổm đúng không? Đúng rồi. Bữa câu 25 lưỡi. Mà có 3 con. 3 con mà bị phá mồi, cái này là không phá luôn. Cái này nếu mà bị mình đoán sai một con cá đi ngoài. Nó, tại vì cái này là chiều rồi, bây giờ là gần 6 giờ rồi. Anh đúng em rồi. Tranh thủ rút về. Chỉ có mà để khoảng nửa tiếng là bảo đảm là dính khoảng 20 hai mấy con. Ờ. Thì ở đây là 13 con. Khoan để coi bị sót không đi. 13. Gọi là 16 phải không? Ừ. 16, 19. 22. 22. 24. Ôi, không sót luôn. Không sót cái nào luôn anh. Hồi nãy tính là bị lạc chứ. Ờ. Đó. Đây là thành quả của anh em đi ông cái này thì nó lẹ hơn câu cua khoảng chừng 3 tiếng câu cua. 3 tiếng câu cua như là sáng 5-6 tiếng đồng hồ. Đúng rồi. Bây giờ đổ cho chứ đổ cho anh em xem cho rõ. Đúng rồi.
thôi dứt nó thôi, giờ hả để Hận phụ huynh Hiếu sổ nó ra rồi hả Hận sẽ quay chia sẻ tiếp nha. Rồi đây cả nhà ơi, mới vừa đổ xong, mới vừa đổ xong luôn, siêu to khổng lồ, toàn là hàng khủng không cả nhà. Đó. Bữa nay là làm Thận không thất vọng nè, bữa lần đầu tiên xuống cầu thất vọng quá, bữa nay là mình chơi cái chiêu này là hết chạy. Em nói anh thiệt anh chứ cái này em thấy chắc kèo hơn cái cắm câu anh ơi. Nếu mà anh em mình mà nếu mà không chờ tối anh em mình có thể neo nửa tiếng nữa là bảo đảm dính khoảng 20 mấy con, thì cái này là 13 con nha. Với lại nãy có xảy cái hai cái nữa, em dở lên cái túi lưới nó chui xuống dưới, ngược xuống dưới anh. Cá này á em mình sẽ cho Thận một nửa mình nữa để nấu canh chua. Em mà lá me không có, tháng này có lá me em nấu lá me, hoặc là có cơm mẹ nấu tới cơm chuyện. Cơm phải nó ăn là rất là ngon. Đây. Con mắt nè, y chang thòi lòi. Đúng mắt hồi lòi nên nó lòi. Rồi thì chắc quá đã luôn. Về Thận ơi, bây giờ tối rồi, trời 6 giờ sao mấy rồi. Đây cả nhà ơi. Một giỏ luôn. Thôi, hiện giờ hả hai anh em Thận cũng đi hâm xong rồi, đổ cái lưới ra. Giờ trời cũng tối cả nhà ơi. Đây. Đâu giờ tối. Sắp tối thôi chứ chưa tối. Sắp tối thôi hả? Thôi giờ hả video tới đây cũng đã dài rồi, cả nhà cho Thận kết thúc video tại đây luôn nha. Rồi chào luôn cả nhà anh Hiếu ơi. Rồi chào mọi người nha. Hẹn mọi người những video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye.